Tại sao mình lại nói con táp này có thể đáp ứng được những nhu cầu giải trí cho tới công việc cho anh em? Bởi những điều sau. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có một con táp với màn hình chính là 11 inch, tấm nền là Dynamic AMOLED 2X. Với cái màn Dynamic AMOLED 2X này, như những dòng flagship của Samsung vào đó, hình ảnh cho ra cực kỳ ngon, cực kỳ tuyệt vời. Cùng với đó sẽ hỗ trợ luôn tần số quét 120Hz, tha hồ, vuốt chạm, đa nhiệm cũng như là chơi game mọi thứ đều rất nhanh. Và điều tiếp theo tạo ra dấu ấn cho Galaxy Tab S9, chúng ta sẽ có hệ thống 4 loa Dolby Atmos. Thì với 4 loa này của Tab S9 thì chúng ta có thể hầu như trải nghiệm được âm thanh của những bộ phim cũng như những bản nhạc cực kỳ sinh động và sống động. Nhắc tới hiệu năng thì không thể không kể đến đó là con chip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy như trên dòng Galaxy S23 series năm nay. Với con chip Snapdragon 8 Gen 2 thì chúng ta có thể cân được hầu như tất cả tựa game ở full setting. Và bóp hiệu năng là điều chắc chắn là sẽ khó rồi, kể cả S23 Ultra còn bị bóp, huống gì con Galaxy Tab S9 đúng không? Tuy nhiên với con chip mạnh nè, màn hình lớn cho chúng ta chơi game thì còn gì bằng nữa đúng không? Màn hình bự đã thế, chúng ta còn có thể book S Pen để thuận tiện cho công việc. Cùng với đó là khi các bạn mua tại Bạch Long Store sẽ được kèm thêm một cái case bản phím như thế này đây. Tức là các bạn đã có một cái máy tính bảng để làm việc, để trải nghiệm xem phim. Nhưng đừng chơi game kiểu này nha, nó không hiệu quả đâu. Pin pin của chiếc máy này á là 8400mAh, đủ cho các bạn sử dụng một ngày. Mình không dám chắc nó được một ngày đâu, nhưng mà nếu như các bạn không chơi game và các bạn chỉ dùng những tác vụ như là làm việc hoặc là xem phim á, thì nó có thể cho các anh em được một ngày nha. Còn chơi game là tùy vào tự game nữa. Cùng với đó sẽ có hỗ trợ sạch nhanh 25W không kèm sẵn trong hộp cho anh em vì mục đích bảo vệ môi trường. Rồi, nói chung nếu như anh em nào đang quan tâm tới những dòng tablet từ Apple cho tới Samsung có thể tham khảo ngay tại Bạch Long Store, đường link mình để phía bên dưới nha.